Mỗi số của U16 Việt Nam đã không thể có mặt, mình rất may là Anh Hải đã hoàn toàn hồi phục và kịp có mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Với thế này thì U16 Việt Nam chỉ có được một vắng mặt đáng tiếc duy nhất. Đó là cầu thủ trẻ đến từ câu bộ Viettel là Tâm Hậu đã không thể có mặt do Tâm Hậu đã phải nhận thẻ vàng trực tiếp ở trận đấu đoàn kết với Thái Lan. Một tình huống mà Tâm Hậu đã quá ham bóng và có một pha chạm gây chấn thương cho thủ thành của đối phương. Ở giải đấu này, U16 Indonesia đã cho thấy được một đội bóng được tổ chức tốt và các thủ trẻ của họ có khả năng kỹ thuật cá nhân lưu luyện. U16 Indonesia đã trình diễn một sơ hình rất tích cực ở giải đấu năm nay. Senangnya kan, ternyata orang tuanya disuruh turun, langsung satu lagi, ya.